Chương một: Cơ hội mới ký ức bỏ quên. Nghe chọn bộ tại mê audio com Mẹ cô bé phòng 16. Cần tim, đây là cơ hội, sẽ không kịp nữa. Mẹ, hãy giúp con. Còn quá nhiều điều con muốn làm. Nhưng đừng nói cho anh ấy biết. Hứa với con không được nói. Cơn ác mộng đó lại hiện về giữa đêm làm cô gái trẻ tỉnh giấc. Thêm một lần nữa thở dốc trong tâm trạng ngổn ngang, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng nhấp ngụm nước uống để lấy lại tinh thần. Cô lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa, những cơn mưa tầm tã cuối hè. Trái tim đập mạnh thổn thức cùng những giọt mưa tí tách. Áp nhẹ bàn tay vào lồng ngực, cô nghĩ, vậy là cũng đã 8 năm rồi. Hai hôm sau, trời đã bắt đầu hửng nắng những ánh nắng trói trăng chiếu vào phòng cô gái nhỏ, con gái ơi. Dậy ăn sáng nào, hôm nay con đi phỏng vấn đấy. Ngủ ngon lành với cái chăn mỏng trùm cả đầu lẫn người. Cô đạp tung chăn bật dậy. Ngày hôm nay, cuối cùng đã đến. Cái ngày cô luôn mong đợi. Đền bù cho kết quả 8 năm học tập không ngừng nghỉ của cô. 8 năm trước, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với cô. May mắn mỉm cười khi có thể vượt qua được cơn bạo bệnh chỉ trong giây lát cô tỉnh lại với một trái tim mới và hình như cũng cùng một trí óc mới cô mất hết trí nhớ của bản thân từ lúc được sinh ra cho đến lúc gặp nạn vào bệnh viện không hề có chút ký ức nào hồi phục với sự chăm sóc tận tình của cha mẹ cô bắt đầu học học lại từ đầu thật lạ những bài học với cô dường như có một mối liên kết nào đó dồn hết tâm sức, linh hồn và cả trái tim thôi thúc. Trong 5 năm, cô đỗ thủ khoa trường đại học đứng đầu đất nước. Mọi người xung quanh nói rằng, cô hoàn toàn khác trước đây. Trước đây, cô rất bướng và chỉ thích theo gia đình buôn bán. Đôi khi còn cúp học. Vậy mà năm đó, cô hoàn toàn thay đổi. Những ký ức trước kia và thậm chí ngay cả bố mẹ cũng hoàn toàn xa lạ với cô nhưng 8 năm qua, chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Nguồn nhảy chương, chương 3, lý do còn tồn tại. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trong lúc chờ người giúp việc mang đồ ăn ra thì mọi người đến hàn huyên với anh, anh trai yêu quý của em. Welcome home. Một cô gái hơn 30 tuổi, mang cái bụng bầu tầm 7 tháng, giang tay đi tới ôm nhẹ lấy anh, Rose. Sắp sinh rồi nhỉ, thằng nhỏ rắc đâu, đây anh, nghịch như quỷ. Lúc nãy còn đòi ra tắm mưa. Vừa nói, Rose vừa lôi một cậu con trai đáng yêu chừng 5 tuổi lên phía trước, "Chào bác đi con." "Dạ, con chào bác." Cậu bé lém lỉnh nói, "Ừ, lâu quá rồi nhỉ." Thằng bé giống ai mà càng lớn càng đẹp trai thế này. Nhếch khóe miệng như một nụ cười nhẹ, anh cúi xuống xoa đầu thằng bé, "Đương nhiên là giống em rồi." một người đàn ông chừng bằng tuổi anh tiến lại cười lớn và nói stefan anh đưa đôi mắt nhẹ lên nhìn như đã đoán trước điều gì đó chào anh hai anh em bắt tay nhau chiếc ôm nhẹ nhàng thân mật anh trở về là quyết định đúng đó tại anh mà chồng em cứ phải chạy sang đó lại chạy về đây giờ thì tốt rồi có thời gian chăm em đẻ dài dài rồi rose nhìn hai người mỉm cười vui vẻ anh bảo em sang bên đấy Em có chịu? Anh nhẹ cau mày, em thích ở đây hơn dù sao em cũng có hai bà mẹ chăm sóc Rose nhăn nhó, sang đó ngồi ngắm ông anh già hà. Rose vừa nói vừa liếc con mắt nhìn anh với nụ cười trêu chọc khiến tất cả đều mỉm cười vui vẻ, còn vợ chồng chát. Một hồi, anh nhẹ lia đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng ở chỗ mẹ Claudy, "Chúng nó sắp về rồi đó con." Mẹ Claudy nói thêm, "Dạo này chúng nó học lên tiến sĩ chuyên ngành y." nên cũng khá bận con à, con biết anh nhắm nhẹ đôi mắt trả lời mẹ Claudy, mỉm một nụ cười như chẳng có điều gì qua mắt được anh, vừa nói dứt câu thì anh Leo, một cậu thanh niên chừng 26 tuổi tay dắt một cô gái cũng chạc tuổi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh với đôi mi rơm rớm nước mắt, thằng chát này vẫn ủy mị như xưa. Anh mỉm cười, lâu lắm rồi mà anh. Dạo này cũng cao lớn nhiều rồi đó chứ chiếc ôm thân mật nhẹ dịu trôi qua anh xoa đầu chat sau đó nhìn sang phía cô vợ của chat anh mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi khẽ nói thêm học thì học chứ hai đứa đừng quên sinh con nhé vẫn là anh chat mỉm cười nói chuyện một lúc anh bước ra chào hỏi cô chú cậu mợ ruột thịt và bạn bè thân thiết trong khi mọi người đang rôm già tay bắt mặt mừng với nhau thì những người giúp việc bày biện đồ ăn trên bàn đã xong xuôi mọi thứ nhập tiệc được một lúc ăn được một chút đồ ăn anh đứng lên nhìn sang stefan và nói stefan lát nữa cậu lên phòng tôi có chút chuyện cần bàn dạ stefan đáp trong lòng không có chút bất an nào như mọi thứ đã giống dự kiến của hai người nói xong anh xin phép hai mẹ và mọi người lên phòng nghỉ ngơi những bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vẫn vậy như không có chút vướng bận anh bước vào thang máy khuôn mặt một vẻ vẫn như vậy, thang máy đóng mọi người mới dừng, con mắt về phía anh. Ai cũng biết chục năm về trước thôi, ngày như thế này là ngày hạnh phúc nhất của anh. Một cô bé hát hò dầm trời, nghịch ngợm đủ mọi trò, làm cả nhà cười rôm rả. Vậy mà giờ ngày này lại là ngày ai cũng dớm dớm khóe mi. Anh lên phòng, đôi mắt nặng chịu nhắm xuống. Anh nằm dài trên chiếc giường trống, lấy điều khiển tivi và điều khiển đầu thu lên bật. Cô gái với cái váy xòe màu hoa hướng dương, khuôn mặt luôn cười rạng rỡ đang chạy nhảy trong vườn. Những đoạn phim về cô vẫn còn đó, và những ký ức về cô sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Đầu thu bật lên, âm thanh vang vọng bắt đầu bay vút. E need needdert tam on meon anh đã luôn luôn cần thời gian cho riêng mình. I never thought I need you there when I cry. Anh không bao giờ nghĩ rằng anh cần em ở đó. Khi anh khóc, and the day feel like you when I'm alone. Và những ngày cảm thấy như đã qua nhiều năm khi anh ở cô đơn. And the bed where you lie is made up on your side. Và chiếc giường nơi em nằm gợi lên hình bóng em. When you away, I call the step that you take. Khi em bước đi, anh đếm những bước chân của em. Do you see how much you need you right now? Ngay lúc này, em có thấy anh cần em bao nhiêu? When you're gone, khi em ra đi, the pieces of me had a missing you. Những mảnh vỡ trong trái tim anh đang rất nhớ em. When you're gone, khi em ra đi, the face I e came to know is missing to. Gương mặt anh biết đến cũng rất nhớ em. When you khi em ra đi, đóng ngoặc đơn, the word in it to here to way get me through the day and make it ok. I miss you, when you're gone over really love nước mắt từ đâu rơi xuống, nhấn điều khiển dừng lại ở máy chiếu, anh đi về phía TV. Vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô trong đó, mỉm cười với cô, cái điệu cười như muôn ngàn chua xót. Nhớ, anh nhớ, anh rất nhớ mọi thứ về em suy nghĩ đi kèm với đôi lông mày nặng trĩu nơi này không có gì thay đổi tất cả chỉ là vắng bóng hình người con gái nhỏ người con gái anh yêu hơn chính bản thân anh dù đã phải che giấu tất cả nỗi nhớ vào một chiếc lọ kín nhưng chiếc lọ đó rồi cũng sẽ phải vỡ vụn vào một ngày không xa cơn mưa vẫn xối xả như tiếng trái tim anh dỉ máu gió rít tiếng lá đong đưa tiếng mưa rớt xuống những bông hoa ngoài vườn, mọi thứ khiến con người đàn ông kia đau đớn. Vì hình như chúng đều đang rất nhớ cô. Đã quá lâu rồi, Lana anh ngồi sụp xuống, giữa vào chiếc kệ tivi lớn. Đôi mắt anh nhắm lại, ký ức hiện về trong anh như chẳng bao giờ mất đi. Hai tiếng sau trôi qua, anh, em vào nhé, đôi mắt mở nhẹ, anh đứng dậy và nói, cậu vào đi. Stefan bước vào căn phòng không bật đèn. Chỉ duy nhất cái màn hình tivi lớn sáng rực rỡ, một khuôn mặt quen thuộc trên tivi đã dừng. Stefan nhắm nhẹ đôi mắt thở dài nhìn theo Leo đang đang nhẹ nhàng đứng dậy và uống nước. Anh gọi em, "Ừ, ra ban công nói chuyện." Hai anh nhẹ nhàng bước ra ban công. Ban công rộng thoáng với bàn ghế và các thiết bị tiện nghi sang trọng vì tầng trên đã có ban công và lá chắn xây dựng để tránh mưa gió nên dù là trời mưa lớn cũng không thể ướt được người đang ở đó cậu ngồi đi anh nói với stefan rồi đi ra chiếc máy pha cà phê lát sau anh cầm ra hai cốc để lên bàn một cốc cho cậu em rể anh bưng cốc cà phê lên và nói mọi thứ xong hết rồi chứ vừa nói vừa bưng cốc cà phê đặt lên lan can anh đứng khoanh tay nhìn xuống sân vườn mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lại chiếc lá, hoa đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống những cành kẽ lá, vâng, anh. Hai hôm nữa sẽ phỏng vấn nhân viên mới, ngoài việc tuyển năm sinh viên mới xuất sắc vào công ty. Tôi muốn cậu tìm cho tôi một thư ký riêng, dạ. Laura thư ký riêng của tôi sắp lấy chồng và sẽ ổn định cuộc sống một thời gian mới bắt đầu đi làm lại tôi định để rose hoặc vợ chồng chat làm nhưng giờ họ đều bận nên hãy tìm cho tôi một người mới và thật giỏi tôi sẽ gửi cho cậu bản thảo và những điều cần thiết cho cuộc phỏng vấn cậu chỉ cần thêm một vài câu rồi xét xem ai có triển vọng làm thư ký riêng cho tôi trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất thì bàn giao mọi thứ lại cho người đó em hiểu rồi nhưng tại sao anh không tuyển những người đã có kinh nghiệm lâu năm cậu còn không hiểu tính tôi Stefan nhẹ đưa đôi mắt lên nhìn anh và khẽ đưa chúng xuống, dạ, em đã hiểu. Anh nhẹ đưa ly cà phê vào miệng nhấp nhẹ, rồi để xuống nói, bên phía Anna có động tính gì không, chưa anh? Có lẽ giờ vẫn đang hoang mang cho việc anh về nước. Bên phía Mỹ, tôi đã để gió xét tiếp quản trong khi tôi đi. Còn bên này, cậu biết tôi về là muốn làm gì đúng không? Em biết anh về không chỉ để xây dựng và phát triển thêm công ty bên này nhưng có điều em không hiểu lông mày anh nhẹ nhàng nhếch lên đôi mắt lia về phía cậu ta như đang muốn biết xem stefan sẽ nói gì thêm dù gì cũng là chị em anh có cần đuổi cùng giết tận vậy không thấy vậy stefan không chút do dự người đuổi cùng giết tận là chị ta con đàn bà đó không hề biết dừng lại thậm chí là cả cái đất nước nhỏ bé này chị ta đang muốn chứng tỏ với tôi điều gì nhìn stefan đang trong tâm trạng sửng sốt đôi mắt trĩu xuống anh nhẹ quay đi và nói nếu cậu mềm lòng thì không cần tham gia vào dự án này cũng được không anh em hiểu rồi vẫn như trước đây thôi em theo anh nói chuyện một lúc có tiếng chuông cửa leo con có trong đó không dạ Stefan nhẹ đứng dậy ra mở cửa thấy mẹ Du đang bưng một khay có hai cốc nước sinh tố và chút đồ ăn nhẹ trên tay. Thôi, anh nói chuyện với mẹ đi, em xuống nhà với Rosie, ừ. Mẹ Du mang khay ra ban công đi qua chiếc tivi đang sáng bà liếc nhìn, rồi thở dài, mẹ ngồi đi. Muộn rồi, sao còn lên tận đây? Lúc nãy thấy con ăn hơi ít nên mẹ muốn mang chút đồ lên cho con, ngồi xuống, đặt khay đồ ăn trên bàn, bà nói, bảo Kali sao mang lên được rồi mẹ cũng phải nghỉ ngơi chứ. chương 4, Quá khứ thanh xuân bắt đầu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Một cách đây 17 năm, vào một buổi sáng sớm, tại một con phố nhỏ, có cô bé chừng 14 tuổi với ngũ quan dạng dỡ làn da trắng hồng với mái tóc búi cao đen lái dáng người nhỏ nhắn cô vận trên mình bộ thể thao màu hồng nhạt đạp chân trên chiếc xe đạp nhỏ màu tím giỏ xe đan đầy những cành hoa lavender nhỏ nhắn xinh đẹp chúng đã được ươm khô nên đi đến đâu mùi hương vẫn còn thanh khiết dịu nhẹ nhưng không kém phần ngọt ngào và nồng nàn sáng nào cũng vậy cô bé xinh xắn này đi giao báo cho mọi nhà trong khu phố đạp xe giao báo quanh con phố, đến khu biệt thự nhà giàu đầu dãy phố dài, có tầm 20 nhà trong đó. Các ngôi nhà được xây san sát với nhau, những nhà cho hộ đại gia nhỏ chỉ tầm 100 mét vuông. Những nhà cho hộ đại gia trung cấp tầm 150 mét vuông. Còn những nhà xây với thiết kế riêng tầm 200 mét vuông cho hộ gia đình đại cấp. Trong đó, có 5 ngôi nhà đại cấp dừng xe ở cửa một ngôi nhà đại cấp có chữ Lavender Queen. Đang ngó nghiêng nghĩ ngợi gì đó thì, Lana, giật mình, cô vội vã quay lại đằng sau, gương mặt điển trai quen thuộc của một chàng thanh niên chừng 18 tuổi cao gần 1 m tám mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương. Một tay đang tháo chiếc tai phone nghe nhạc ra, một tay đang với tay gọi cô khí khái kèm theo sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của thanh xuân khiến cho ai nhìn vào chàng thanh niên đó cũng có một cảm giác phấn chấn khó tả chàng trai tiến lại gần anh joseph đôi mắt cô rực rỡ mỉm cười gọi tên chàng trai thở dài joseph sờ là sờ là sờ đó bao nhiêu năm rồi sao vẫn không sửa được do sếp vội nói lớn không sửa được em gọi quen rồi gọi thế kia em toàn phải kéo dài miệng ra thôi. Cô hất hàm mỉm cười nhìn gió xếp, thôi được rồi, gió xếp nhẹ lắc đầu, sau đó, quay sang cô hỏi tiếp. Em ngó nghiêng gì ở đây? Nhà anh ở bên cạnh mà. Gió xếp khẽ liếc cô, rồi đẩy nhẹ vào vai cô một cái, lém lỉnh cười nhẹ. Như đang diễu cợt cho em xin. Cười nhẹ, cô đáp tuần trước vừa có người chuyển đến sống. Nghe nói họ chuyển từ Mỹ về cười khỉnh, gió xếp, nói tiếp. May quá, cuối cùng, nó cũng có người ở, cô nhẹ thõng dài đôi mi, anh muốn mình trưởng thành nhanh hơn để có thể mua lại nó cho em. Đó cũng là ngôi nhà mà cha em đã tự mình thiết kế. Anh biết em yêu quý nó đến thế nào? Những ánh đùa cợt trong đôi mắt gió xếp bỗng tan biến, thay vào đó là cái nhìn đăm chiêu có chút vấn vương, xúc động quá. Ha ha, em biết anh thương em, thái tử gia ơi cơ mà mọi chuyện em sẽ tự cố gắng cô nở nụ cười đáp rồi quay vào nhìn ngôi nhà nói tiếp mong là họ sẽ chăm sóc tốt những thứ trong đó trước ngày nào em cũng xin chú bảo vệ chìa khóa để vào đó dọn dẹp một chút em yên tâm họ có nhiều người giúp việc lắm gió sếp mỉm cười khẽ vỗ vai cô thấy cô nhẹ cười quay ngoắt 180 độ, đôi mắt đang tĩnh lặng trong thâm trầm bỗng hẳn in một chút diễu cợt hững phấn của thanh xuân. Anh ấy lắc đầu mà không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện chúng ta, hả? Cô mở to đôi mắt bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh đây? Vì em, anh đã đỗ thủ khoa đại học lớn nhất đất nước này rồi đó. Em còn muốn gì hơn? Hay anh quỳ gối tại đây luôn nhé, công chúa Lana? Gió xếp vừa nói, vừa có chút diễu cợt nhưng lại xen lẫn một sự kiên quyết khó tả. Giống như muốn đánh tan tâm trạng lúc nãy của cô nhưng cũng thời dịp bàn tính chuyện riêng. Thôi, thôi, thôi. Thấy gió xếp cương quyết cúi xuống, cô khẽ xua bàn tay nhỏ, em vẫn còn bé mà. Em muốn thi xong đại học mới tính, công chúa à, gió xếp lắc đầu, em suốt ngày khất lần thế. Hai ngón tay đan trên trán em khất bao giờ? cô nhăn nhó nhẹ cong một nửa khóe môi nhỏ lên nhìn gió xếp chối gió xếp lấy tay bóp mũi cô hai cô cậu cười đùa rất vui vẻ cô và gió xếp lớn lên cùng nhau mọi người thường hay nói rằng cô cậu là thanh mai trúc mã gió xếp luôn ở bên chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn năm cô lên 9 tuổi gia đình gặp sự cố và kéo theo đó là muôn ngàn rắc rối vây quanh nhưng do sếp đã vì cô mà làm mọi thứ tuy là vậy nhưng không hiểu tại sao cô đối với anh ấy vẫn không có cảm giác được an toàn sự cố xảy ra những rắc rối bao quanh nó còn tồn tại thế giới của hai người hoàn toàn cách biệt cô tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với anh ấy bao năm qua trái tim cô vẫn giữ chặt cho riêng mình không dám để nó tổn thương cũng không một lần hứa hẹn để cả hai phải chịu gánh nặng một hồi, trong tiếng cười vui vẻ, bỗng có một cậu thanh niên chừng bằng tuổi do xếp, cao gần bằng anh ấy, khuôn mặt khôi ngô, dáng người khá thanh mảnh. Ăn mặc rất chỉnh chu, nhìn thoáng qua thôi cũng đặc biệt có cảm giác khí chất thư sinh bao trùm không gian. Thơ thần đi ngang qua, vừa ăn bánh mì, vừa cầm một hộp sữa. Chốc chốc, cậu ta lại nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen trong tâm trạng thở dài và lo lắng. Joseph và cô thấy vậy bèn nhìn nhau bốn mắt. Ngạc nhiên trước bộ dạng gọi là ngu si của cậu thanh niên đó bây giờ, hôm nay mọi người bị sao mà ai cũng như mất hồn với cái căn nhà đó vậy? Lắc đầu nói nhẹ xong, xếp bèn hét to. "STEPSAN! Còn sớm, anh không cho ai ngủ à?" Vừa nói, Lana vừa vỗ nhẹ vào tay Joseph, "Lana à, em nhìn nó đi. Nếu gọi nhẹ, nó có nghe không?" thậm chí nó còn chưa nghe thấy gì kìa. Vừa khẽ thì thầm gió xếp lại quay ngoắt sang nhìn Stefan vẫn đang thơ thần, hét to hơn nữa, s t e p s a n n n n n n n n n ơ. Stefan giật mình nhẹ, giống như cái tiếng hét lớn đó vẫn chưa ăn nhầm gì với cậu ta. Liếc nhìn xung quanh, không thấy ai, quay xuống thấy gió xếp và Lana đang bật phá ra cười mới hỏi mày gọi tao à, ừ, hôm nay linh hồn mày đi đâu đấy, mày ơi, tao khổ quá. Vừa nói Stefan vừa chạy ra chỗ gió xếp, úp đầu vào vai anh lay lay. Ơ, ờ, cái thằng này, hôm nay ma nhập hả? Tình trạng thật là khó thể đỡ được, gió xếp lên tiếng, không? Hôm nọ, tao gặp tiên nữ, cái gì? Hai cô cậu mở to đôi mắt, cùng nói to, hàng xóm của mày. Sao mày sướng thế? Đổi nhà cho tao đi sao nhà tao lại cách tận hai nhà chứ? Tâm trạng bất ổn, Stefan nói trong nhăn nhó. Thực chưa từng thấy bộ dạng cậu ta như vậy nha. Gió cùng Lana được một fan vừa kinh ngạc lại hú vía, à. Con bé Tây Lai xinh xinh cao cao chứ gì? Gió khẽ nhấc khóe môi, nói, ờ, mày thấy rồi à, Stefan gật đầu, ngày nào chả đập vào mắt. Vừa hất hàm vừa nói, với đôi mắt in hẳn sự diễu cật hả? không chịu, đổi nhà cho tao đi, Stefan lại lạc vào tình trạng không thể đỡ. Lay lay cánh tay giò xếp, khiến Lana cứ bật cười. Hai anh chàng này quả thân như Sam. Giò xếp lắc đầu, ví như duyên số đã định, nhắm đôi mắt thản nhiên, nói thêm, nó tên Rose thì phải, hình như bằng tuổi Lana, Rose. Trời ơi, tên đẹp tựa như người. Không chịu đâu, đổi nhà đi. Mày biết nhiều thế lại rằng co cổ tay do xếp, Stefan khẽ nói, thôi ngay mày. Tại mấy chị giúp việc nhà tao hay sang đó ton hót với mấy chị giúp việc nhà nó, nên cũng có nghe nói. Tao còn nghe nói thằng anh nó bằng tuổi bọn mình, tốt nghiệp tám trường đại học danh tiếng bên đấy mà không hiểu vì sao bị đuổi sang bên này, không có tiền cho đi học. Stefan ngơ ngác nói, ha ha ha, Câu nói làm hai cô cậu kia lại bật ra cười, nếu mày gửi hồ sơ sang Harvard và được tuyển, mẹ mày có cho mày đi học không? Joseph khẽ hỏi, đương nhiên, nhà tao thiếu gì tiền? Stefan trả lời, thế mày nghĩ nhà nó thiếu tiền? Nghe nói bố nó là nhà bất động sản đứng thứ ba nước Mỹ đó, thế lực vậy hả? Vậy sao không cho nó đi học, chắc con rơi nên bị đuổi, hả? sếp nói xong, hai cô cậu kia lặng người tao nghe nói mẹ hai anh em nhà đó là vợ hay, không phải vợ chính thức của bố nó. Thấy mấy bà giúp việc bên đó còn hay lén gọi nó là phô-prin. Ba cô cậu chúi đầu vào nhau bàn tán. Quả là ở cạnh tên thái tử tám chuyện Joseph nhiều nên cũng toàn bị lôi cuốn theo, vậy à? Stefan khẽ nói, cuối cùng, lắc lắc mà thôi, không quan tâm anh nó, nó học thế nào? chuyển vào trường nào biết không đưa hộp sữa đây giò xếp gật đầu đưa bàn tay ra khẽ dùng ngón tay ám chỉ tao nói cho đây nhanh nào gấp gáp ghê chứ stefan đưa liền tức khắc giò xếp rúi nhẹ vào tay lana nói lana em uống đi sáng chắc em chưa ăn gì thôi tí nữa em về nhà ăn với mẹ cloudy định nhẹ từ chối mà chợt có ý nghĩ lóe lên cô giật lại nói à thôi cho em xin em phải uống đấy, không được cho thằng nhỏ cha đi đâu. Gió xếp nhẹ ấn ngón tay trỏ vào chán cô, anh cho em, xoa xoa chán, làm gì là quyền của em chứ? Cô hất hàm, công chúa à, thằng nhỏ béo lắm rồi đấy. Gió xếp lắc đầu, lấy tay đặt nhẹ lên vai Lana, mới 9 tuổi 50kg thôi, nó cao mà. Hai anh mắt mở tròn, phá lên cười, ừ cao xếp cười một trận rồi quay sang Stefan nói thêm, "Tao nghĩ nó sẽ học trường của Lana. Dù sao trường đó ở đây cũng gần mà, ừ, có lý." Hai cô cậu gật gật đồng tình thôi, "Giải tán đi. Tí nữa còn đi học." xếp lên tiếng giải tán công cuộc tám chuyện, "Vâng, em cũng về ăn sáng đây. Cô chào hai anh." Rồi nhìn hai người hai hướng trở về. Tự bao giờ mà những câu chuyện về nhau lại có thêm phần thích thú đến vậy, cô cũng không rõ nữa. Nhưng trong những tháng ngày mây mù che kín, luôn có hai người con trai cô xem như anh trai dìu dắt và sẻ chia. Lana đứng lại khẽ nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen rồi suy nghĩ thêm một lúc. Cô đẩy cái chân chống xe quay đầu đi về ngước nhìn lên ngôi nhà trước khi đạp xe đi thì nhìn thấy một cậu thanh niên trường tuổi do xếp đang đứng trên tầng hai nhìn mình. Cô giật mình nhẹ, có chút ngượng ngùng, rồi vội vã quay xe đạp đi về nhà. Đạp xe trên khu phố nhỏ, con đường đi về nhà đã nhộn nhịp hơn. Quán ăn sáng, quán nước, tiệm bách hóa, quần áo, sạp rau củ. Các hàng thịt, đã đang dần mở cửa. Mọi người trong con phố nhỏ đã dậy lấp tấp những con người quen thuộc đi mua đồ ăn và những đồ cần thiết trong một ngày. Cô gái nhỏ như thường ngày vẫn hân hoan híp dịp đôi mắt cúi chào mọi người trong khu phố với nụ cười dạng ngời. Đang chào hỏi rôm giả thì cô thấy mẹ Claudy đang đi mua chút đồ ở chợ. Nhẹ phanh xe lại, cô tiến lại gần gọi, mẹ, ừ, con về rồi hả? Mẹ cô quay ra, vâng, mẹ mua gì thế? Sao sáng không bảo con mua luôn? Mẹ mua chút đồ về làm đồ ăn sáng cho hai đứa. Mẹ mua thêm ít bánh mì thôi. Về rán một ít trứng lên ăn kèm. Con có sữa rồi. Cô dạng dỡ nhìn vào giỏ xe ừ, mà con lấy đâu ra tiền mua sữa? Mẹ bảo không được mua gì, dành tiền mùa đông còn mua áo rét rồi mà. Sữa này anh dâu dép và anh Stefan cho con ạ. À. Hai thằng bé này tháng trước đã cho nhà mình hai thùng sữa tươi rồi mẹ cô lắc đầu, vâng, con cũng đang tính bảo mẹ chiều nay con muốn mời hai anh ấy ra quán của chú hậu tạ một bữa được không à? cũng được con ạ, à, nhưng nhớ dành tiền còn mua áo rét đấy. mẹ cô gật đầu đồng ý, vâng, ngày nào mẹ cũng dặn con mà. cô khẽ cười xuề xòa, giá mẹ có nhiều tiền một chút, con đã không phải chịu khổ. bà vừa nói vừa nhìn đam chiêu suy nghĩ, mẹ lại nghĩ gì thế? Con lớn rồi mà cũng cần phải trưởng thành hơn. Thôi, mẹ về nhà gọi thằng nhỏ chát dậy đi, để con đi mua bánh mì. Ăn sáng xong, hai chị em con còn đi học nữa. Cô mỉm cười nói với mẹ, "Ừ, tiền đây này con, thôi, con có rồi." Vừa nói, cô vừa quay xe đạp tót đi. Mẹ Claudy quay đầu thở dài bước về nhà, ra cửa hàng bánh mì mua. Cô chủ tiệm sai lại không lấy tiền mà đưa cho cô hai gói bánh. Vì trả công hôm trước cô gói bánh hộ cô chủ tiệm. Vui vẻ nhận lấy, cô khẽ chào cô sai, rồi quay đầu đạp chiếc xe nhỏ về nhà. Về đến một căn nhà nhỏ, cô bước vào cửa nói, "Mẹ ơi, con về rồi." "Ừ, mang bánh vào đây mẹ kẹp cho. Con vào thay đồ đi." Mẹ cô đang ở trong bếp rán vài quả trứng. Thấy cô trở về, khẽ gật đầu nói, "Dạ, chị Lana." một cậu bé mũm mĩm chạy ra díu rít gọi, cha đi yêu quý, chị có sữa và bánh mì cho em đây. Em đã vệ sinh thân thể chưa? Cô cúi nhẹ người, mỉm cười đưa hai tay ra khoe hai món đồ mình đang cầm. Rồi à, cậu bé vui vẻ đáp ăn xong, chị em mình cùng đi học nhé. Cô nhẹ mỉm cười nói thêm. Vâng à, cậu bé xinh xắn mặt mũi lém lĩnh trả lời cô chị cô đi ra gian bếp để bánh mì xuống cho mẹ cô sau đó lướt chân nhanh vào phòng thay đồ mẹ cô nhìn hai túi bánh khẽ thở dài năm phút sau bước ra khỏi phòng ba đĩa bánh mì kẹp trứng và ba cốc sữa nhỏ đã sẵn sàng ở ba phía chiếc bàn gỗ nhỏ mẹ cô nhìn cô nói con ngồi xuống đi dạ cô ngồi xuống bàn với cậu em trai con chỉ cần mua một gói bánh mì thôi mua thừa ra nhà mình cũng không ăn hết cô sai ni cho con mẹ ạ à, cô bảo thưởng con vì hôm nọ con sang giúp cô đóng gói một chút đồ mẹ để vào tủ lạnh sáng mai tụi con lại ăn bữa nữa ừ vậy cũng được mẹ cô cất bánh dư vào tủ lạnh rồi lại ngồi xuống bàn mẹ ăn đi vừa nói cô vừa đưa miếng bánh vào miệng cô nói tiếp con muốn cho nhóc chat đi học thêm em nó mới lớp 4 cũng không cần đâu con có gì không hiểu con bảo em được rồi. Ngược lại, con đã lớp 9 rồi. Mẹ muốn con đi học thêm cho bằng bạn bè. Con có học bổng hàng tháng nên số tiền học của con mẹ vẫn gom lại. Nếu con đi học thêm, mẹ sẽ cố gắng trang trải thêm, sức học của con tốt mà mẹ. Mẹ cứ để dành tiền, sau này còn lo cho nhóc cha đi nữa. Con muốn nó được học tập trong điều kiện tốt nhất. Dù sao con cũng có chút tiền khi đi giúp việc cho quán của chú nên mẹ không cần lo. Con tự biết trang trải những thứ con muốn mà. Nhìn Lana, mẹ Claudy thở dài, cầm nhẹ vào tay Lana, bà nói, "Con gái, chuyện của ba con không phải lỗi của con. Hồi đó con còn nhỏ quá." Mẹ lại nói gì thế? Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đang nhai đồ ăn thì họng bỗng có gì đó nghẹn lại với bờ mi cay khóe con không phải lo lắng và vất vả nhiều thế hãy cứ sống như những đứa nhỏ khác mẹ cô lo lắng nhìn cô con chỉ muốn lo cho mẹ và em trai con thôi mẹ không phải suy nghĩ gì khác đâu nhấp ngụm sữa cho trôi họng cô nói mẹ muốn con lo cho bản thân con nhiều hơn đôi lông mày thanh toát của bà nhíu lại con tự biết mà mẹ nở nụ cười với đôi mắt long lanh thở dài thôi được rồi hai đứa ăn nhanh còn đi học dạ ăn xong lana đèo nhỏ chát đến trường rồi cũng đi học luôn con đường này mọi người ở đây tất cả đều thân thuộc và yêu quý cô tiểu thư nhỏ tên lana và ai cũng một phần hiểu được những gì cô đã phải trải qua mười mấy năm về trước cha cô là một nhà doanh nghiệp lớn của đất nước ông kinh doanh nhiều về ẩm thực và có chuỗi nhà hàng lớn Ông mua một khu đất trong khu biệt thự hạng sang và cho xây dựng với cái tên của cô con gái 2 tuổi. Ngôi nhà do ông tự thiết kế không chỉ tiện nghi mà còn sang trọng lại không kém phần ấm áp. Nhưng 7 năm sau, gia đình đang ăn nên làm ra thì ông mắc trọng bệnh. Một căn bệnh nguy hiểm mang tên ung thư máu. Trong gia đình ông chỉ có cô con gái nhỏ có tỷ thích hợp để ghép với ông nhưng vì cô bé còn quá nhỏ nên không thể ghép được cho cha mình và cũng có rất nhiều rủi ro nguy hiểm sau ghép tủy cho người hiến nên thậm chí nếu ghép được thì cha cô cũng không đồng ý mẹ cô vì chạy chữa thuốc thang hóa trị cho cha cô mà bán sạch mọi thứ có được doanh nghiệp nhanh chóng bị phá sản khi không có cha cô căn biệt thự xinh đẹp phải bán lại cho chủ khu đất để trang trải món nợ ngân hàng không lâu sau cha cô cũng qua đời trong sự tiếc thương của gia đình trước khi qua đời ông để lại cho chú cô tức em trai ông một nhà hàng nhỏ gần nhà để kiếm sống và với hy vọng chú cô sẽ chăm sóc mẹ con cô lúc hoạn nạn chú cô mua cho mẹ con cô một căn nhà nhỏ sâu trong khu phố và cho hai mẹ con cô làm giúp trong nhà hàng để trang trải qua ngày từ ngày cha cô mất cô trưởng thành nhiều hơn luôn nỗ lực trong mọi thứ từ một nàng công chúa được cha mẹ cưng chiều trở thành một cô gái không gì không thể vượt qua năm năm sau khi cha mất cô luôn giành được thứ hạng nhất trường mang về nhiều giải thưởng cho trường học và cả khu phố luôn là học sinh nhận được học bổng toàn phần không những là cô gái ngoan ngoãn người chị giỏi giang cô còn luôn giúp đỡ mọi người trong người cô luôn tỏa ra một sức sống nghị lực không ai có một cô gái tên Nguyễn Hương Lan, với cái biệt danh cũng là tên tiếng Anh của cô Lana Lavender cao hơn 1m50, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc đen láy ngang lưng có ngũ quan xinh đẹp dạng người luôn nở nụ cười trên môi đã trở thành tấm gương sáng cho cả trường học cũng như cả khu phố. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê audio.com Cô bạn mới xinh đẹp cô bước vào lớp học như mọi khi, bạn bè bao quanh cô lớp trưởng đáng yêu của họ để hỏi bài tập những câu hỏi nâng cao khó. Nhỏ xin đi lớp phó của lớp vui vẻ tán chuyện với cô và mọi người. Nhỏ nói rằng nghe nói trong lớp sắp xuất hiện thêm người mới. Nghe nhỏ lột tả người bạn mới. Lana khẽ mỉm cười nhẹ như đoán được gì đó. Đang nói chuyện rôm giả thì cô giáo bước vào cùng một cô bạn mới. Đúng như dự đoán của Joseph, giờ mới thấy anh ấy thực sự giỏi à nha. Cô giáo đưa tay chỉ vào bạn học mới và nói, đây là Rosena Hồng Nhung Râu Latina. Hôm nay, bạn ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Mong cả lớp cùng giúp đỡ để bạn có được một ngôi trường hòa nhập thật tốt. Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay hoan nghênh chào đón. Cô bạn mới này, trông thực xinh đẹp. Ngũ quan độc đáo mái tóc nâu, làn da trắng, cặp mắt to đen lấy, chiếc môi nhỏ xinh cùng cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Thân hình mảnh khảnh và còn rất cao. Mới 14 tuổi đã cao 1m68. Thực khiến tụi nam sinh được một phen vui vẻ cao trào gầm rú hú tợn. Cô bạn mới đến được sắp xếp và ngồi cạnh Lana, bàn đầu và cũng là bàn đối diện với bàn của cô giáo lana là học sinh ưu tú của cô giáo nên cô giáo để lana ngồi một mình cũng có rất nhiều việc lớp trưởng cần giải quyết nên ngồi một mình sẽ được thoải mái hơn giờ cô học sinh mới chuyển đến đích thân hiệu trưởng chỉ thị vào lớp cô giáo nên cô giáo đành phải để cô bé này ngồi cùng lana lana cũng không có vấn đề gì lớn cô vui vẻ nhận lời lớp cô dành cho những học sinh ưu tú nhất trường vậy chắc hẳn cô bạn mới này phải rất thông minh đây là cơ hội tốt để cả hai giao lưu học hỏi với nhau nên cô thực sự rất vui mừng xin chào mình là lana có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình nhé sau khi rose đã cố định vào chỗ ngồi lana mỉm cười bắt chuyện với rose nghe vậy rose quay sang nhìn lana ngơ ngác không nói gì thấy lạ lana nói đừng nói cậu không hiểu tiếng việt nhé vậy thì âm um, không mình hiểu từ nhỏ mẹ đã dạy tiếng việt cho hai anh em mình cảm ơn cậu. Rose ngơ ngác nhìn cô một hồi, sau đó nở nụ cười nhẹ, không có gì. Lana mỉm cười vui vẻ đáp. Đúng là hớ nha, nếu không biết tiếng Việt. Làm sao cô bạn có thể được chuyển về đây? Thực là, Lana thở phào một cái như dốc được hết tâm sự. Ấn tượng đầu tiên về cô bạn này là cô bạn có vẻ rất ngây thơ và hơi nhút nhát. Trong giờ học hai cô bạn chỉ nhẹ liếc nhìn nhau mà không hề nói gì. Chốc chốc bắt gặp ánh mắt nhau thì Rose mỉm cười gượng gạo còn Lana vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Khiến cô bạn có phần dễ chịu dần với cô. Đến giờ tan học, hôm nay như mọi khi được nghỉ sớm. Cô bạn xin đi và một vài học sinh đang vui vẻ dắt tay nhau định ra khỏi lớp thì bỗng cô nàng quay lại nói với Lana, Ê, lớp trưởng, hôm nay tan học sớm. Đi, nhậu với bọn này không, nhậu gì. Lana khẽ hỏi, gà chiên và coca, thôi, mình, cô khẽ từ chối, này, mời chục lần rồi. Hôm nay phải đi, không thì tôi không hỏi bài cậu nữa đâu. Nhỏ xin đi cắt ngang chống tay, ha ha. Ừ, vậy ăn nem chua và uống trà sữa đi. Cô Đinh từ chối lần nữa nhưng lại liếc sang cô bạn mới đến đang thu dọn đồ đạc, suy nghĩ đôi chút, cô nói, ok. Tôi ra trước đây, tí cậu ra quán, chém gió, nhé cindy nói với cô rồi vui vẻ cùng đám học sinh đi ra khỏi lớp ừ ok nói xong với cindy cô quay ra nói với rose cậu muốn đi không nhân tiện giao lưu cùng mấy bạn trong lớp luôn thôi mình rose khẽ hấp tấp từ chối nếu cậu không đi mình sẽ không đi đâu cậu đi cùng cho vui nhé vừa nói cô vừa vui vẻ cầm nhẹ tay cô bạn xinh xắn bước ra quán hội bạn đang chờ hế lô, anh em, chờ mình lâu rồi chứ, cũng không lâu lắm, bạn mới cũng đến à, hai người ăn gì gọi đi. Nay, mẹ vừa cho tiền tiêu vặt nên tôi khao mọi người. Ha ha ha, à, nhỏ xin đi vui vẻ, ha ha. Thế mình gọi tới bến luôn. Ha ha, ok, luôn đi, lớp trưởng của yêm. Ha ha, nhấn mạnh chữ yêm một cách đáng yêu, các cô cậu học sinh vui vẻ cười đùa với nhau. Cô bạn mới đôi lúc lại nhìn các bạn mỉm cười nhẹ dần dần cũng hòa nhập hơn và nói chuyện cùng các bạn trong quán. Lana cũng mỉm cười cái nụ cười mãn nguyện của tuổi trẻ vừa có chút trẻ con lại vừa có chút tinh quái. Những hoạt động như này, cô luôn muốn tham gia cùng bạn bè. Cũng muốn rôm giả vui chơi thỏa thích, để lắng động lại cái tâm hồn ngây dại trọng trái tim. Nhưng do quá bận bịu hay đôi khi vương chút sự tủi thân trong lòng của cái tôi thời con nít mà luôn vướng chân cô. Hôm nay vì Rose mà cô sẵn sàng phá lệ, nhưng quả là không hối tiếc khi vừa giúp Rose hòa nhập hơn lại vừa thỏa sức nô đùa cùng đám bạn nha. Một công đôi việc cũng thực quá hên. Rôm giả được tầm một tiếng thì mọi người giải tán đi về. Chào tạm biệt các bạn. Lana đi vào trường lấy xe đạp. Đạp xe ra ngoài cổng trường thì thấy Rose đang bước bộ nhẹ nhàng. Cô dừng xe lại và nói: Rose cậu về với mình nhé, thôi, nhà mình cũng gần đây lắm. Rose nhẹ cười từ chối. Tuy không còn sự gượng gạo, nhưng vẫn vương lại đôi chút là sự ngại ngùng con nít. Cậu ở ngôi nhà Lavender Queen đúng không? Lana xuống xe, sát lại gần cô bạn và hỏi, sao cậu biết? Rose có bảy phần ngạc nhiên, mở to đôi mắt ngôi nhà đó, là nơi mình từng sống chiếc xe vừa dắt để đi bộ với cô bạn mới cô vừa nói với nét mặt đăm chiêu cô bạn nhỏ từ ngạc nhiên cuối cùng nhấc khóe môi mỉm cười trong đôi mắt đã đoán biết gì đó cũng vừa bước cùng cô vừa hỏi vậy hả ừ đó là ngôi nhà bố mình đã từng thiết kế nhưng vì sự cố nên phải bán đi giờ mình ở sâu trong khu phố đó mỉm cười nhẹ cô quay ra nói với rose thì ra Rose khẽ mỉm cười, sao vậy? Đến lượt, Lana ngơ ngác chủ nhân trước, như cậu kể là nhà cậu, ừ, đã chuyển đi 5 năm, mà ngôi nhà đó khi mình chuyển vào rất sạch sẽ. Những người giúp việc nhà mình cũng không phải dọn dẹp nhiều. Nên mình nghĩ chắc nhà cậu đã vào dọn dẹp, à, trước khi cậu chuyển đến ngày nào mình xin bác bảo vệ cho mình vào đó dọn dẹp đối với mình nó rất ý nghĩa và mình đã từng có rất nhiều kỷ niệm về cha ở đó vậy cha cậu đâu cha mình mất rồi đôi mắt rose mở to chợt thoáng trong lòng có một nỗi buồn hẳn nhẹ lên đôi mắt cô nói ít ra cậu đã từng có kỷ niệm về cha hả rose không nói gì nhẹ nhàng bước đi với khuôn mặt nặng trĩu rose hơi cúi đầu lặng lẽ nhìn từng bước chân sự tủi thân của thời non trẻ thực khiến con người ta đau xót Lana thấy vậy, chỉ quay nhẹ đi, cô bắt gặp chính động tác của bản thân mình trong đó. Nên có muốn hỏi cũng nghẹn lại không thể nói nên lời và cũng chẳng biết sẽ nói điều gì. Cô vừa bước đi vừa nhẹ cất giọng hát. Like a small boat on the ocean sending big web into motion like how a single wood can make a heart open e he my only have one mic but e can make an explosion and all those things e didn't. Tay say wrecking bo inside me brain e will scream dem loud tonight can you hear me voice this time? this is me fight song tech back me like song group I e, am right song me power. S e turn on starting right now I e, L L best strong I e, L L play me fight song and I zone, really care if nobody else believe cause I. E. Vestil got a lot of file left in Meros nhẹ nhàng nhìn cô bạn rồi hát theo. Losing friend and I, am chasing sleep everybody, at worried about me in too deep say I, am in too deep and it Ad been to ear I miss me home bắt there. At a fire burning in me bone and I still believe ear I still believe. Phai song Rachel Platten vừa đi vừa hát trong tâm trạng hân hoan. Mọi thứ trong trái tim đều được bùng cháy trong hai lời ca mạnh mẽ không mờ hai cô gái dường như không hề quen một lần từ trước, dường như vẫn có sự cách biệt trước đây chừng mới vài phút. Lại có thể hòa quyện chung một trái tim quen thuộc. Sức mạnh của âm nhạc cũng quả đáng sợ nha. Gắn kết người với người chỉ trong giây lát. Hai cô nhìn nhau mỉm cười quên cả không gian thời gian, mọi thứ lắng động trong câu hát. Từng bước chân vẫn bước mà không biết đã đến ngôi nhà Lavender Queen lúc nào. Rose nhẹ thở mạnh rồi mỉm cười thật to. Ôm Lana nói, Thanh, không có gì đâu. Welcome to my sweet everything. Lana khẽ cười, cô định trả lời là country, city hay class, nhưng không thể chọn được một thứ. Cuối cùng là chọn một từ đáng yêu để bao quát tất cả. Ừ, nhìn Rose mỉm cười trả lời. Cô nhìn Rose trong đôi mắt tươi trẻ nhẹ nói, Rose à, mình không biết cậu có chuyện gì, nhưng chúng ta còn trẻ, phải nhìn về phía trước cậu có nụ cười rất đẹp như mình nè. Đừng lãng phí nó. Ha 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 ha, quả là tính ưa mỹ nhân của cô lại không thể khống chế nổi, mình hiểu. Mỉm cười, Rose đáp à, mình còn biết có một kẻ điên vì cậu. Sán lại thì thầm, hả? Rose mở to đôi mắt đang nhìn Lana đang cười lém lỉnh, Lana. Một tiếng gọi lớn trong quen thuộc khiến hai cô giật mình, quay lại thấy Joseph và Stefan đang đi học về, vừa nhắc đến. Lana bỗng nói, em nhớ anh hả? Joseph khẽ cười, em bảo anh Stefan. Hai người quay sang nhìn Stefan, thấy Stefan đang lóng ngóng run giấy, thì bật cười. Giới thiệu với hai anh, đây là Rose, bạn cùng bàn với em. Cô đưa tay về phía Rose nói, cùng bàn á, hai cậu mắt mở tròn, vâng, đương nhiên. Cô vênh mặt lên cười lớn quay sang Rose nói tiếp đây là hai anh của tớ chơi thân với tớ từ nhỏ dâu dép và Stefan cũng ở gần đây chia tay sang từng người cô nói dò xếp 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 nhé dò lắc đầu nói à ừ dò xếp có nhấn mạnh chữ SH vâng chào hai anh Rose nhẹ nhàng nói ừ nhà anh ngay sát nhà em luôn có gì cần giúp đỡ thì bảo anh còn đây nhà nó đằng kia cách em hai nhà anh đưa tay chỉ sang stefan thì thấy cậu ta đang quay mặt đi mặt đỏ bừng thở không ra tiếng bình thường đi mày khẽ nói nhỏ vào tai stefan không dê dê đựa ccc mày ghi ơi ghi. vừa run rẩy stefan vừa nói cái sự ngại ngùng đáng yêu mới chớm nở của cảm xúc cho cái thứ gọi là tình yêu ban đầu thực dễ thương đến khó tả mày muốn em ấy nghĩ mày điên hả thì thầm, hả, mở to mắt, vội vàng quay lại nhìn Rose, Stefan nói tiếp. Chào tiên, á, à, Rose, anh là Stefan, nở nụ cười rất to, vâng, rất vui được biết anh. Khiến Rose cũng mỉm cười ngượng ngùng đáp, do sếp và Lana nhìn hai người bật cười. Do sếp nói tiếp, lúc nãy anh nghe loáng thoáng thấy hai đứa hát, hai đứa vào giàn đồng ca được đó. Ha 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 à ha, à, đương nhiên, em cái gì cũng giỏi mà. Lana khẽ cười đáp, anh trai em tên Leonard đúng không? Joseph bẹo nhẹ má Lana rồi quay sang Rose, đôi mắt sâu vào trong anh nhẹ hỏi, dạ. Rose ngơ ngác đáp, hôm nay, cậu ta vào lớp bọn anh. Joseph khẽ nhấc khóe miệng, hả? Hai cô được một phen mắt mở tròn xe, cậu ta, nhíu đôi lông mày, Joseph cười khỉnh, quả cũng không tầm thường anh vừa nói xong, chợt cửa ngôi nhà Lavender Queen mở, trước mắt mọi người, một cậu thanh niên điển trai với gương mặt Tây lai đậm chất lạnh lùng cao ngạo nói, "Rose. Vào nhà đi em." Dạ, vội vã quay lại đáp lời anh trai. Rose quay ra chào mọi người rồi lia bước chân nhanh nhẹn bước vào hướng nhà, vừa gọi Rose vào, anh đóng cửa lại rồi nói, "Anh nghe thấy em và cô bé kia hát với nhau, dạ." Rose nhẹ quay ra cùng đôi mắt ngơ ngác những người nơi đây. Leonard đang nói, chợt khóe môi nhấc nhẹ lên như cắt đứt lời nói đó. Mỉm cười nhẹ, anh bước vào nhà. Đôi mắt Rose vẫn mở to nhìn anh trai. Thấy anh không nói gì thêm, cô cũng không dám hỏi. Nhẹ bước lên nhà cùng anh. Lana thoáng nhìn Rose vào nhà cửa đóng cô mới quay ra nhìn do xếp mỉm cười. Vậy là anh học với cái anh vừa mở cửa hà. Lana nhìn do thấy anh ấy vẫn hướng đôi mắt lạnh lùng chưa từng có đang dõi theo chàng trai trong ngôi nhà, thấy kỳ lạ cô quay ra hỏi nhẹ Stefan, đã có chuyện gì thế, anh Stefan? Anh không biết, nhưng hình như hắn đã phải gặp đối thủ rồi đó. Stefan lắc nhẹ chiếc đầu nhìn do xếp thập phân đều là mờ ám, hả? Lana mở to đôi mắt nhìn Stefan, rồi thở dài một hồi, cô nhắm đôi hàng mi, sau đó liếc gió xếp bằng đôi mắt dễ thương tinh quái, cô nói, em đang định mời anh đi ăn mà anh lại không chú ý gì đến em cả. Hả, thật hả, giật bắn mình quay sang Lana, gió xếp nói to, ừ, chiều hai anh ra cửa hàng chú em, nhậu nhé. Công cuộc khiến gió xếp trở lại trạng thái cũ đã thành công, cô mỉm cười nói tiếp. Phù tưởng mời mình anh. dò xếp cong nhẹ đôi môi, ha ha, chiều tao đi có việc, mày cứ đi một mình cũng được. Stefan biết ý cười cợt, em sẽ rủ cả Rose đi. Em có số điện thoại đây nè. Cô giờ chiếc điện thoại nhỏ ra với hai anh, ra là cô nàng đã xin được số lúc trò chuyện với cớ là để tiện hỏi bài, hả? Stefan mở to đôi mắt. Chiều hai người ra nhé, em sẽ cố gắng rủ được Rose. Thằng anh nó kinh lắm. Stefan nói nuốt nước bọt, anh có ý đồ thì sợ chứ em không sợ. Ha ha, thôi em về nấu cơm chưa đây? Chiều nha, nói xong, cô quay xe đạp đi về nhà. Nói là không sợ cũng là nói dối trong gượng ép. Nói thật là cô cũng có cảm giác hơi sợ. Nhưng cô sẽ cố gắng. Dù sao, cô cũng mong là cô bạn nhỏ dễ thương đó sẽ hòa nhập hơn với mọi người. Có ông anh như vậy quả khó khăn nha nhưng cô sẽ thử, cô muốn Rose thân thiết hơn với những người xung quanh cô. Đó là điều lúc này cô đang mong muốn hơn cả. Thực ra Rose và cô cũng giống nhau, cũng luôn muốn được sống hết mình với mọi thứ. Cũng thực buồn cười, tiếp xúc chưa được một buổi sáng mà xem ra cô đã hiểu cô bạn mới này giống như chính mình vậy. Quả tài năng không thể xem thường nha.